Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái video đây. Đây là ở quê mình. Thì đang làm cái ống trúng loại nứa các bạn. Loại này rất nhỏ để thả lươn đồng thôi, không phải là thả lươn ao đâu. Thả lươn ao là phải loại 48-60 cơ. Đây, nhìn này. Cái loại nhỏ này. Còn cái loại 60 các bạn thấy không? Nó to gấp mấy lần này. Thấy không? Đấy, cái này chỉ có thả ao rồi là thả ruộng thôi, chứ không thể thả được ở đâu xa đâu. Đây. Đấy. Các bạn thấy cái công việc rất là mệt mỏi thế chứ các bạn thấy không? Đấy, đây. Được mấy cái thôi. Đây là hom 60 các bạn. Đang làm chưa xử lý. Đấy, hom 60 các bạn. Đây, hom 60 các bạn. Đang làm thì chưa xử lý. Đấy. Còn thấy không? Rất là đẹp. Cái loại này thì cắt được khoảng dài được khoảng 50 phân để thả bắt con lươn tí 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 tí. Nhưng con lươn to thì có thể vào được nhưng mà nó sợ nó chết. Đấy. Rất là đẹp. Cái loại này thì chắc là bán 13.000 hay là 14.000 một cái. Đấy. Nhưng hàng này thì mình không gửi được đi các bạn nhé. Hàng này nặng lắm. Gửi được từng này đi mất 300-400 nghìn tiền ship à. Rất là đắt. Đấy, bạn thấy không? Chỉ có gửi lại này thôi. Hôm lươn thôi. Rồi, xin chào các bạn.